công viên hay qua thời gian thì nó vẫn giữ nguyên cái vẻ đẹp của nó. Lúc đến thì em thấy công viên cũng là ma mi như bạn nói, và lần thứ ba đến thì em cũng cảm giác là hơi sợ. I just think like you should leave it alone and just make people like come here and just see it as it is and not do anything about it.